Kính chào cô bác, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thảo Dược số 1 của em. Rất vui hôm nay sẽ xin được chia sẻ tới mọi người các cái công dụng từ cái cây rau cần tây. Trước mặt chúng ta đây là một cái luống cần tây rất là tốt. Mấy hôm nay mặc dù là trời nắng thế nhưng mà cây được tưới thường xuyên cho nên là nhìn cái luống rau cây cần tây đây rất là tốt. Đây. Rau cần tây này thì thường được sử dụng ở trong bữa ăn nhiều hơn, biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên là những các cái chị em mà có ý thức chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp ấy thì thường lấy cái cần tây này làm nguyên liệu để làm nước ép trong cái việc là giảm cân hoặc là để chăm sóc da mặt. Cái luống rau cần tây này rất là tốt. Bây giờ em sẽ hái một vài cái nhánh cần tây và chúng ta sẽ mang về và cùng nhau tìm hiểu cái tác dụng của cái cây cần tây này và sẽ cùng nhau đi làm cái nước ép cần tây với trái dứa để phát huy cái tác dụng giảm cân, dùng làm đẹp cho chị em phụ nữ. Đây, chúng ta sẽ cùng hái những cái nhánh cần tây này về. Với cái đây ạ, đất ở đây trồng rất là tốt luôn. Với cái nước ép cần tây trái dứa ấy, thì chúng ta chỉ cần một vài cái nhánh cần tây đẹp tốt như thế này là đã có thể làm được một cốc nước ép rất là ngon rồi. Cần tây này thì rất là thơm, vừa hái xong là chúng ta đã liên tưởng tới một cái món ăn, món thịt bò xào cần tây rồi. Đây ạ. Sau khi hái được những cái lá cần tây rất tốt này, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về nhà và cùng nhau tìm hiểu về công dụng của cái cây cần tây này ạ. Đây ạ, đây chính là những cái nhánh cần tây mà em hái từ vườn về. Sau khi mà quay video thì em sẽ rửa sạch và cùng với lại trái dứa này để làm cái món nước ép cần tây. Trước khi đi làm cái món này thì em xin được chia sẻ những cái thông tin về cái cây loài rau này. Cái rau cần tây thì là cái cây thân thảo. Nó sống dai và mọc thẳng đứng, có thể cao tới 1,5 m. Như cây này thì có thể đã tới gần 1 m rồi đúng không ạ? Lá ở gốc của nó thì có cuống, hình thuôn hay là hình ba cạnh, hơi có dạng 5 cạnh. Lá giữa và lá ngọn thì không có cuống, chia 3 hoặc là xẻ 3 hoặc là không phân thùy. Cụm hoa thì gồm nhiều tán, tán ở các đầu có cành cuống dài hơn ở tán bên và hoa thì nhỏ, màu trắng nhạt. Cây này cũng có quả, cán của quả thì chia đôi, mang hai hình quả, mang quả hình cầu, dạng trứng, có cạnh lồi chạy dọc, không nổi rõ. Tuy nhiên là nó là có quả nhưng mà em cũng chưa từng được thấy cái quả của cái cây cần tây này bao giờ. Thường thì là cái cây này nếu như mà nó to như thế này thì các bác ấy đã cắt để bán rồi. Công dụng của rau cần tây thì cái cây này như em đã giới thiệu từ đầu, nó được dùng chủ yếu để làm rau ăn, nấu canh hoặc là xào. Tuy nhiên từ thế kỷ thứ 16 ấy, thì người ta đã biết đến cái loài cây này với cái công dụng là lợi tiểu. Qua cái công dụng lợi tiểu thì sẽ làm hạ huyết áp. Mỗi ngày dùng toàn bộ cây cần tươi, thái nhỏ, đun nước uống, chia làm nhiều lần trong ngày. Có thể là chúng ta cũng có thể là dùng cây khô. Tác dụng hạ huyết áp của rau cần tây có thể do tác dụng lợi tiểu của vị thuốc này tạo nên. Rau cần tây này cũng bổ sung chất chống oxy hóa cho cơ thể, giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa, làm giàu vitamin và khoáng chất với chỉ số là đường huyết thấp. Em đã chuẩn bị sẵn một quả dứa ở đây và lát nữa chúng ta sẽ đi làm nước ép cần tây dứa.
Trong rau cần tây thì chứa rất nhiều vitamin C và beta carotene, có khoảng 2 năm hợp chất chống viêm giúp bảo vệ lại các cái chứng viêm trong cơ thể. Các chất chống oxy hóa và chống viêm có trong rau cần tây cũng giúp bảo vệ đường tiêu hóa và đặc biệt là có lợi ích cho dạ dày. Rau cần tây cũng giàu vitamin và chất khoáng với chỉ số đường thấp. Ăn rau cần tây thường xuyên sẽ giúp bổ sung cho cơ thể một lượng lớn các loại vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin K cùng với các khoáng chất như là folate và kali. Ngoài ra thì nó cũng có hàm lượng natri và chỉ số đường thấp. Chúng ta sẽ có một số cái trường hợp phải lưu ý khi mà ăn rau cần tây. Đây những cái nhánh rau cần tây. Đối với phụ nữ mang thai thì cái chiết xuất cần tây và hạt cần tây được cho là không an toàn khi sử dụng bằng đường uống trong thai kỳ, cho nên là việc tiêu thụ một lượng lớn cần tây có thể làm co thắt tử cung và gây sảy thai. Nếu như mà các chị em phụ nữ mang thai có thích cái món thịt bò xào cần tây thì chúng ta có thể đổi bữa, nhưng mà không nên ăn thường xuyên, đúng không ạ? Với những người mà rối loạn chảy máu thì cũng có một số nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như ăn nhiều rau cần tây có thể làm tăng cái nguy cơ chảy máu khi mà trong cơ thể mình đã sẵn có những cái bệnh rối loạn về máu. Huyết áp thấp thì như chia sẻ từ đầu, cái cây rau cần tây này có tác dụng hạ huyết áp qua cái công dụng lợi tiểu của nó. Cho nên là nếu như mà ăn rau cần tây mà những người mà huyết áp thấp ấy thì cũng không nên sử dụng cái rau cần tây này. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cây rau cần tây này ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, cho nên là những cái người mà trước khi mà phẫu thuật đấy thì nên ngừng sử dụng cái cây cần tây này ít nhất là 2 tuần. Một công dụng nữa mà em đã chia sẻ ngay từ đầu đó là cái công dụng giảm cân từ cái cần tây này. Chính vì nó chứa rất nhiều vitamin và chất khoáng cho nên là khi mà chúng ta dùng nó để giảm cân thì sẽ không lo cơ thể bị thiếu năng lượng. Bây giờ thì em sẽ đi rửa sạch những cái cành cần tây này, thái ra và cùng với nó là một chút lá. Cho một chút lá thôi, nếu không thì cái lá của nó sẽ hơi khó xay một chút. Chúng ta sẽ thái nhỏ cái cành của nó này. Sau đó thì cùng với nửa trái dứa, chúng ta sẽ cho thêm một chút nước và sau đó thì sẽ xay bằng máy xay sinh tố. Sau đó thì chúng ta sẽ ra thành phẩm là một cốc nước ép cần tây với dứa, có tác dụng giảm cân rất tốt. Video của em hôm nay giới thiệu về cây cần tây xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.